Hôm nay em sẽ giữ một phong thái đỉnh đạt và chuẩn mực của một người MC quốc dân ạ. Em sẽ không đùa giỡn hay là làm những cái quá lố. 2000 years later. Tìm đi đám cưới, chúng ta đã quy chị lộ, em thì giả dai, có con trai, có phim giao lậu làm gái. Nhưng mà bình thường ở nhà thì giao lậu làm chồng, em thì làm vợ. Nhưng bữa nay bị đổi lại, tại tối ngày hôm giờ, tới lúc gọi mình nói đúng không? Dạ. Ít hơn năm rồi nhưng mà là có đầu tư hơn, tại vì mỗi năm là vẫn biết cái sự chậm của khán giả rồi, của ban giám khảo rồi, năm rồi là biết cái tiêu chí của khán giả giám khảo như thế nào, cho nên năm nay mà các bạn á có chuẩn bị hơn, có nhiều bạn mới hơn, trang phục là chỉnh chu hơn năm rồi, bài hát nhiều hơn năm rồi, tại năm rồi là gần quá, ngắn quá, năm nay là một cái thời gian dài trải qua rồi, cho nên các bạn có rất là nhiều cái sự gọi là chuẩn bị, mà giáo viên cũng mong rằng năm nay sẽ tìm được một bạn nào đó để làm đồng nghiệp của nhóm đi nữa, mà vừa vui nè, vừa hài nè, mà bạn có cái tâm thì tốt nữa nha. Đó là cái mà giáo viên thích nhất ở, tuy rằng hát không hay, diễn không tốt, nhưng mà là có thể là cái cách sống nó tốt chút xíu, tại đối với Vi là vậy thôi. Vậy hả chị? Dạ, chỉ vậy thôi. Bây giờ trong đoàn mọi người thấy không, nhiều lúc Lumi cũng đâu hát được đâu, nhưng mà cái tính nhỏ bên Lumi rất là tốt, nhiều lúc chị em ở trong một đoàn không có đòi lại, cái đó là tốt đối với chị. Hương Quả cũng vậy, Hương Quả cũng nhiều lúc Hương Quả hát đâu có hay đâu, đúng không? Nhưng mà nhiều lúc đó, chị em cũng thương nhau, mua ba hộp kem từ bên Đài Loan về đâu có trả tiền đâu, em cũng thích cái tánh đó nữa. À, đi coi. Mọi người chỉ biết tặng em đó mọi người. Em gửi em mua là em trả tiền ngàn vàng, nhưng mà em hỏi cái gì? Ê, con nó cắp điện thoại rồi. Cái gì vậy? Cái chị Vi tặng em đó mọi người. Chị còn mua hết tiền cho em một cục xà bông sữa tắm lớp nữa mọi người, rất là thơm. Cho nên là mọi người nào có yêu họ ủng hộ hàng hàng sách tay mà từ nước ngoài dầu thơm chị nước qua em. Chị nghĩ bán rồi hả? Rồi mọi người trở lại phỏng vấn chị Vi lại em. Chị có bán đồ ký gửi thôi chứ thì không bán đồ sách tay mọi người. Ký gửi thì ta ký cái gì em gửi cái đó thôi chứ em không có bán sách tay nha mọi người nha. Thôi Vi nha.
Vâng, vệ sinh chỉ cho em là em xin hát một bài được mang tên là Hoa Trinh Để Xin Việc. Làm nhìn như là quay đồng cầu đúng không? Hả? Hôm nay là cụ là quay đồng cầu nè. Vị trí rất là quan trọng. Em từ chối đi chứ, em nói thôi, tại vì bên này show chọn cũng nhiều quá. Ôi. Em nói thôi lộ em không nhận đâu, lộ nói không có em là không làm chương trình được em ơi. Trời ơi, nhân vật quan trọng gì đó. Dễ à, lộ lắm mới nhận lời. Cách xe thì em đấy cũng em biết em đấy có 50 triệu thôi. Hả? Tối kêu con quậy. Mà tối này nói chung là tối này liệu có đem nước uống gì chưa? Đây hết biết luôn á. Tối nay tụi em cái tầm cũng hơi xỉn xỉn. Huệ có 5-6 lần gì á. Trời ơi. Rồi tính ngủ luôn. Ôi. Mà nhớ lại 50 triệu hồi sáng bắt ráp 30 ngàn qua bên đây. Chứ không có xe thì tại gào quá, nhớ đi xe. Khổ. Nhân vật quan trọng lắm đó. Dạ, rồi nói chung là cũng tuyển sinh mới nè. Nên lớp cũ sắp bị đuổi. Vì nhân vật quan trọng mà sao đủ được. Tại vì cách xe cao. Hồi đó cách xe cao quá rồi đúng không? Cách xe cao quá tại vì lộ là lâu lâu mới có xô. Trời ơi. Lấy lần cho đáng. Chứ lấy 2-3 triệu kỳ thấy kỳ lộ cũng tôi ghê. Ủa vậy là thương ha. Thương dạ, mấy vậy quá. Thương đứng ngang đó chị. Đây là hai MC của chương trình nè. À, chào tất cả khán giả của Loto Sài Gòn Thời. Ngày hôm nay Lợi với Dân sẽ đóng vai trò làm MC hậu trường xung quanh cái buổi casting ngày hôm nay. Thì phải nói là hồi hộp sẽ cũng có đúng không? Tại vì Dân nói chung là mỗi lần nhìn Dân là rất là hồi hộp. Tại vì sợ xương da nhiều quá. Xương da xanh hả? Tại xanh đậm rồi. Không có gì đâu mà sợ đâu. Bình tĩnh thôi, mình lỏng ra. Nói chung là cũng được cái lòng quá. Cứ bình thường nha. Ok.